Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói chuyện với các bạn về lan dendro nha. Thì lan dendro là một trong những cái loại mà lan rất là dễ trồng dành cho các bạn mới. Thì cái này nó không cần chăm sóc nhiều gì hết các bạn. Bạn nào mà mới tìm hiểu mà để trồng lan á, thì các bạn có thể là tìm tới cái dòng lan này. Đây là những dòng dendro này, những cái thân như là kim lan mà như kim mía này các bạn. Ngồng. Rất là khỏe. Thì cái giá thể của nó thì nó chỉ mình trồng chỉ là toàn là than thôi. Rồi đây. Hoa quanh năm các bạn. Như cây mía ngồng đều thì cứ hết ngồng này ra cái tới ngồng khác nè ngồng rồi. Mình mới cắt được một cái ngồng này, bây giờ bên đây là ngồng, bên đây ra tiếp rồi. Quay cho bạn xem một cái loại lan nữa, đó là lan hầu điệp. Đây, hầu đẹp các bạn, bông cũng ra quanh năm. Đây, hoa rất là đẹp luôn, mà mình không có phân thuốc gì nữa các bạn, mình chỉ là bỏ những cái phân chập này thôi, đó là xong rồi đó, chứ rồi tưới hàng ngày thôi, chứ không có phân bón lá hay là gì hết. Đây giống như cây này, cái hồ điệp này. Bây giờ là ba ngồng rồi, thêm một ngồng nữa nè. Đó. Này, mấy cây này cùi cùi tưởng chết nhưng mà mình chăm lại nó cũng ra hoa nữa các bạn. Đó, này dendro nè. Đó, hoa quanh năm luôn. Chia sẻ với các bạn là cái cách những cái giống lan mà người mới chơi. Đó, ai cũng có thể trồng được. Đây các bạn. Trong đây thì mình chỉ có nhiều đai châu, phi điệp rồi này kia, thì cái đó là mình trồng sau thôi. Còn lúc đầu tiên á mình chơi á, mình cũng chỉ là dendro với lại hồ điệp thôi. Hai cái cây này thì nó đặc trưng là dễ chăm, dễ trồng và cái hoa nó ra quanh năm luôn. Đây các bạn. Đây. Đó. Ra ngồng ra hoa. Này. Đây là cái bông cái hoa chuông. Rất là đẹp ha. Quay cho bạn xem. Thì đây là những cái giống mà rất là dễ chăm, dễ trồng. Giá cả thí dụ mình mua giống này kia thì nó cũng rất là ít tiền nha các bạn. Thì cái giống này ngày xưa mình mua mỗi cây khoảng 30-40 ngàn thôi đó. Về là mình chăm đó. Cũng chả chăm gì nhiều. Ngày tưới thì buổi sáng sớm mình tưới, xong rồi buổi chiều hôm nào mà nắng gắt á, thì tưới, còn không thì qua ngày hôm sau tưới. Nói chung là mình cảm thấy nó cái giá thể đó bạn, cảm thấy cái giá thể này mà nó khô á, khô lúc nào thì mình tưới lúc đó thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải ngày tưới hai lần, tùy theo ngày nó mưa nữa các bạn. Nhiều khi nó mưa dầm thì 3-4 ngày mình mới tưới, mà nói chung là chỉ cần cái các bạn làm cái dàn mà dàn lưới nè, giống như mình đó. Đó. À, các bạn thấy không, làm cái dàn lưới như vậy thì nó cái ánh sáng của nó
nó rất là vừa phải. Lan thì nó không cần nhiều ánh sáng đâu các bạn, nhưng mà không có ánh sáng nữa nó cũng không phát triển được. Giống như cây này hoa quanh năm luôn các bạn, Dendro này hoa quanh năm luôn, nhìn rất là xinh, rất là dễ thương. Thằng cây này giống như cây mía các bạn. Đó, nhưng mà nó còn phát triển nữa nha, có nghĩa là nó còn cái lá non nè, nó càng lên nữa. Còn một số bạn thì trồng theo cái cách là sử dụng phân bón lá nhiều á, thì cái đó thì tùy sở thích của mỗi người thôi. Còn riêng với mình thì mình thích cái tự nhiên thôi, chỉ cho một ít phân tan chậm rồi mình tưới thôi. Đó. Đây cho các bạn xem một số cái dòng khác. Mình thì không có phải trồng gọi là để bán gì hết, mình này là chơi thuần là mình yêu lan chơi thôi các bạn. Đây là cái phi điệp này, cũng cùng một phương pháp, chả có làm gì nhiều hết. Nó dài tới đất gần 2 mét các bạn. Đây là nó dần dần cái lá này là nó chuẩn bị xuống lá để nó ra hoa các bạn. Mới đầu tiên khi mà mình mới chơi lan á, mình thấy cái này mình sợ lắm, tại vì mình nghĩ là ủa sao chăm bón đàng hoàng mà nó càng ngày cái lá nó càng xuống mà nó không phải tươi tốt, nhưng mà thì ra là nó xuống lá để nó có hoa. Giống như cái đợt này nè, những cái bên đây là ngày xưa nó xuống lá là nó ra hoa, nó ra hoa xong rồi nó không còn lá nữa mà nó cứ tràn về nè. Rồi đây nè, đây cái mắt của nó này chuẩn bị ngày xưa sau này nó ra hoa nữa mà. Này đây, đây là cái mắt của. Mình zoom vô cho các bạn xem. Đó cái mắt đó, mình muốn nó sẽ ra hoa chỗ đó các bạn. Đây mấy cây hồ điệp. Đây hồ điệp này các bạn khi mà nhớ á, khi mà nó ra hết hoa rồi á, cái ngọc này nè bạn, các bạn đừng có cắt sát nha, nó uổng lắm nha. Cắt cái chỗ nào mà nó đã ra hoa rồi á, còn cái chỗ nào mà nó có cái mắt ngủ giống vậy nè, cái mắt ngủ giống vậy nè. Đó, để mình lấy xuống cho các bạn xem. Nó còn cái mắt ngủ giống vậy nè. Này, đây là gọi là cái mắt ngủ nè. Đó. Đó. Cái mắt ngủ. Đó là cái mắt ngủ các bạn. Thì ở đây nó sẽ đây mà đúng rồi đó, mấy cái mắt ngủ này nè, từ cái vị trí này nè nó sẽ có một cái ngọc tiếp để cho mình ra ông hà tiếp, hoặc là nó sẽ ra cái con ngay này các bạn đó. Thì mình đừng có cắt nó uổng lắm, để nó ra một cái ngọc như vậy thì mất rất là thời gian rất là nhiều nha. Đó. Mình khởi cái này ra. Đó, khởi cái này ra. Đó, nó lội lên nữa bạn thấy không? Đó. Mai mốt cái vị trí đó nó sẽ là hoa hoặc là cái cây con. Nè, giống như cái ngồng của cái cây dendro, của cái cây hồ điệp này nè các bạn. Nè, cái ngồng này nó có mét này, hơn 1 mét luôn rồi. Đó, này, cây này. Đó. Mình cứ để hoài, nó cứ ra hoài, nó còn qua nữa nè. Nó cứ ra nữa. Đó là vài cái điều mình chia sẻ cho các bạn mà mới chơi lan á, mà mình yêu thích chơi lan mà mình chưa bắt đầu từ đâu, chưa biết bắt đầu từ cây gì, thì các bạn có thể là
chơi, thứ nhất là dendro, thứ hai là hồ điệp. Đó, thì hai cái loại này rất là dễ chơi, dễ trồng, có hoa quanh năm. Tại vì khi mà mình trồng hoa đó, mà nó cái lần đầu tiên á, mà mình chờ đợi các bạn, chờ đợi cho nó ra hoa, nó cảm giác nó rất là sung sướng á. Đó. Nên các bạn chơi cái hoa nào mà nó nhanh ra thì mình có động lực để mình làm tiếp. Còn giống như là phi điệp hay là đai châu các kiểu thì năm nó ra có một lần à. Đó thì nhiều khi chưa kịp ra hoa mình đã chán rồi. Nên các bạn mới đó là một lời khuyên, mình chơi những cái nào dễ chơi trước, rồi từ từ mình tìm hiểu đó. Mình tìm hiểu sau đó, mình thích những cái loại nào thì sau này mình chơi tiếp đó. Rồi cảm ơn các bạn. Thì để mà đồng hành với mình thì các bạn có thể là nhấn nút đăng ký đó, để xem những cái video tiếp theo của mình chia sẻ về cái cách trồng chi tiết nha các bạn. Đây là hôm nay mình nói sơ bộ thôi đó. Rồi cảm ơn các bạn.